Vậy là Kamen Rider đã bước sang thời đại Reiwa với sự mở màn của Kamen Rider Zero-One, Rider đầu tiên của thời đại mới. Hiện TV series của bộ phim vẫn còn đang tiếp diễn. Không biết rằng liệu Zero-One có để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem hay không, nhưng đó sẽ là vấn đề mà chúng ta cùng bàn luận ở một tương lai không xa. Còn hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm mặt, đánh giá và nhận xét bộ phim điện ảnh giao thoa giữa hai Kamen Rider của thời kỳ Heisei và Reiwa, đó là Kamen Rider Reiwa The First Generation nhé. Bài review này sẽ có những tình tiết spoiler. Nếu như các bạn chưa xem phim, hãy tạm dừng video này lại để không bị mất đi những trải nghiệm tốt nhất. Còn nếu bạn nào đã dành thời gian theo dõi phần phim này rồi, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Chúng ta cùng bắt đầu luôn nào! Đầu tiên, vẫn như thường lệ, ta sẽ điểm qua một vài thông tin cơ bản xoay quanh tập phim điện ảnh này nhé! Kamen Rider Reiwa The First Generation, như đã giới thiệu ở phía trên, là phần phim crossover giữa Kamen Rider Zero-One và Kamen Rider Geo. Đây là phần phim movie Taisen thứ 11 của loạt phim Kamen Rider, cũng là phần phim thứ tư của chuỗi phim Kamen Rider Generation Series. Phim được viết kịch bản bởi Yuya Takahashi, đạo diễn bởi Teruaki Sugihara, công chiếu tại các cụm rạp ở Nhật Bản vào ngày 21 tháng 12 năm 2019. Giờ ta sẽ tìm hiểu về cốt truyện của bộ phim. Phim mở ra với dòng hồi ức trong mơ của Hiden Aruto về người cha Human Gear quá cố của mình. Thực dậy sau giấc ngủ, Aruto bất chợt lạc vào một bối cảnh khác xa so với thực tại gốc mà anh đang sống. Tại đây, Aruto không còn là chủ tịch của tập đoàn Hiden Intelligence nữa. Vai trò ấy đã rơi vào tay của một Human Gear tên là Will. Cùng lúc đó, tại trường trung học Hikarigamori, nhóm Sogo, Gaze và Tsukuyomi cũng bất ngờ trước cảnh tượng toàn bộ học sinh của ngôi trường đều là Human Gear. Họ bị đám Human Gear truy lùng giáo giết, nhưng may mắn đã được Wash tới giải cứu. Ngay sau đó, ba người đã lấy lại được ký ức của mình từ thế giới cũ. Như vậy, cả thực tại của nhóm Sogo lẫn Aruto đều đã trở thành một thế giới nơi Human Gear thống trị nhân loại, con người bị đàn áp. Quay trở về bối cảnh tại tập đoàn Hiden, Will đã chuyển hóa thành Another Zero-One và đánh đuổi Aruto, đồng thời chiếm đoạt Hiden Zero-One Driver của cậu ta. Aruto nay trở thành tội phạm khủng bố bị truy nã. Các Human Gear ở khắp nơi đang điên cuồng truy lùng để lấy mạng của cậu. Trong tình thế nguy cấp, Isamu Fuwa và Yuya-iba đã kịp thời tới giải cứu Aruto và đưa cậu về khu căn cứ tị nạn, nơi những con người còn sót lại đang sinh sống. Tại đó, Izu đã tiết lộ cho Aruto sự thật rằng đã có một sự xáo trộn thời không nhất định, khiến cho thực tại mà Aruto vốn biết nay trở thành bối cảnh tận thế như hiện nay. Cùng lúc đó, đạo quân Human Gear hùng mạnh dẫn đầu bởi Will đã tìm tới khu căn cứ này để truy quét và tiêu diệt con người. Theo sau đó là cả sự trợ giúp của Jin và Horobi. Trước tình thế bị áp đảo nặng nề, nhóm Sogo đã sử dụng Tamajin để tới ứng cứu kịp thời. Biết được thực tại bị xáo trộn nặng nề như vậy bởi chỉ những tác động của các Time Jacker, nhóm Sogo phải cùng Aruto quay về quá khứ năm 2007 để sửa chữa dòng thời gian sai lệch này. Nhìn chung, xét về cốt truyện của Kamen Rider Reiwa The First Generation, chúng mình cho rằng đây không phải là một cốt truyện có quá nhiều điểm mới mẻ so với nhiều phần movie Kamen Rider trước đó. Bối cảnh thế giới nơi con người bị các thế lực phản diện trong bộ phim thống trị phải sống lay lắt tại các khu tị nạn, khu căn cứ đã từng xuất hiện ở Kamen Rider Fight Paradise Lost hay Kamen Rider Drive Surprise Future rồi. Do vậy, đây là một ý tưởng tương đối an toàn. Phim chỉ bổ sung thêm yếu tố tác động từ dòng chảy thời gian, làm bẻ nhánh thực tại gốc, tạo màu sắc ly kỳ và thu hút hơn một chút. Xét ở việc xây dựng bối cảnh phim, cũng như xét riêng về mạch đầu của bộ phim, thì chúng mình đánh giá phim đã làm tương đối tốt, tình tiết được sắp đặt một cách hợp lý với thời lượng đủ để tạo ấn tượng thu hút khán giả xem phim. Song, điều làm chúng mình không hài lòng nằm ở mạch giữa và mạch cuối của bộ phim. Ở mạch giữa, khi nhóm Sogo cùng Aruto quay về quá khứ năm 2007 để sửa chữa dòng chảy của thời gian, bị triển khai tương đối chậm, các tình tiết bị dàn trải một cách lan man, thiếu cao trào, tạo cảm giác khá mệt mỏi khi xem phim. Và rồi khi tới mạch cuối thì mọi thứ lại diễn ra quá nhanh. Phần này mình sẽ phân tích kỹ hơn khi đề cập tới phần nhân vật của bộ phim. Việc triển khai kịch bản không tốt
đã là một điểm yếu của Kamen Rider Reiwa The First Generation. Song, không dừng lại ở đó, phim còn tạo cảm giác tương đối khó chịu cho người xem bởi một vài hạt sạn khá dễ thấy. Đầu tiên là việc tuy sở hữu quân số áp đảo cũng như biết được vị trí của tàn quân loài người, nhưng các Human Gear lại không sớm một cuộc tập kích diệt gọn tất cả mà phải chờ tới khi mạch phim diễn ra mới bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Một hạt sạn tuy dễ thấy nhưng vẫn đành phải chấp nhận, vì nếu không có thì làm sao nhóm Aruto có thể sống được tới năm 2019? Tiếp theo là việc phim đã không hề lý giải rõ ràng vì sao cha của Aruto, Hiden Soreo, tuy là một Human Gear mà không bị ý chí của Orc chi phối như những Human Gear khác. Cuối cùng chính là sự xuất hiện của Towser tại After Credit. Như chúng ta từng theo dõi series thì đều biết hai chiếc Raisuki của Towser được tạo ra trong thời điểm Ankh đã thức tỉnh và trận chiến với Meshibo Jin Dynet đã đến hồi căng thẳng. Trong khi đó, bối cảnh diễn ra trong movie này, nếu chiếu theo như cuối phim khi mà thế giới đã trở lại bình thường thì vẫn chưa tới giai đoạn đó. Cho nên mình chắc chắn 1000% là sự xuất hiện của Towser là chuyện không thể. Đây có thể xem là lỗi khó chấp nhận nhất vì phim lại có sự liên kết với các sự kiện trong series. Chúng ta không thể tiếp tục đổ lỗi cho đa vũ trụ được. Nhìn chung, nếu để đánh giá về cốt truyện cũng như cách triển khai tình tiết, Kamen Rider Reiwa The First Generation chỉ là một bộ phim trung bình khá chứ không thể coi là tốt được. Tiếp theo, chúng mình sẽ nhận xét về dàn nhân vật của bộ phim. Về nhân vật chính mà phần phim này hướng đến, Hiden Aruto, nhân vật của cậu được bố trí nhiều khoảng cao trào cảm xúc cũng như một sự phát triển nhất định. Cả bộ phim là hành trình Aruto thực sự hiểu được ước mơ, hoài bão và trách nhiệm của bản thân về vai trò Kamen Rider đối với xã hội mà nơi cậu đang sống, để cậu có thể đủ bản lĩnh và đứng lên chiến đấu vì mọi người. Cá nhân mình cho rằng Aruto trong phần phim này được xây dựng tương đối tốt, song lại chưa được thể hiện thực sự trọn vẹn bởi diễn xuất có phần non nớt của nam diễn viên Fumiya Takahashi. Cậu đã cố gồng gánh cảm xúc quá nhiều trong những phân cảnh cao trào, trong những nút thắt của bộ phim, khiến cho những chuyển biến cảm xúc của nhân vật Aruto không được lột tả một cách thực sự trọn vẹn, tinh tế mà lại khá thiếu tự nhiên. Có lẽ Fumiya Takahashi cần có thêm thời gian nhất định để khả năng diễn xuất của cậu đạt được độ chín, để cho vai diễn của cậu được thực sự tỏa sáng. Nhắc tới Aruto thì chắc hẳn cũng phải kể tới người cha của anh, Hiden Soreo. Đây là một nhân vật tương đối thú vị, là mấu chốt đưa tới những chuyển biến tâm lý cũng như sự trưởng thành của Aruto. Hình tượng người cha của Soreo được xây dựng tương đối tốt với sự vĩ đại và đức hy sinh đầy cao cả, là điểm sáng giúp cho bộ phim tạo được dấu ấn về cảm xúc cũng như giá trị nhân văn. Bỏ qua một vài tuyến nhân vật phụ như Woz, Gaze, Tsukuyomi, Fuwa, Yua, Văn Mây Mây, mình sẽ đi tới đánh giá nhân vật Tokyo Sogo trong phần phim này. Đối lập với Aruto, tuy nhân vật Sogo được thể hiện vô cùng tròn trịa qua diễn xuất của nam diễn viên So Okuno, nhưng đáng tiếc lại không được phân chia một đất diễn hoàn chỉnh. Bước vào Reiwa The First Generation, biên kịch dường như dồn toàn bộ điểm sáng cho Rider của thời kỳ Reiwa và bỏ quên đi Sogo vậy. Cậu dường như bị đẩy tới rất gần ranh giới của một kiếp phụ trong phim, chỉ đóng vai trò là người theo sát bảo ban, giúp cho Aruto trưởng thành hơn, cũng như cùng Aruto chiến đấu với chùm phản diện cuối của bộ phim. Phim hoàn toàn không xây dựng điểm sáng trong cốt truyện hướng tới nhân vật Tokyo Sogo. Đây là điều mình cảm thấy thực sự đáng tiếc, bởi đã là một phần phim movie Tyson giữa hai Rider rồi, mà lại có sự chênh lệch rõ rệt về sự phân bố đất diễn như vậy thì quả thật là một điều đáng trách. Và tiếp theo, một điểm nữa khiến mình tiếp tục phải chê ở bộ phim này chính là tuyến phản diện. Kẻ phản diện chính đứng đầu giật dây những biến cố xảy ra trong bộ phim này là một nữ thăm tracker tên Phoenix, giống như Tit trong Hansen Generation Forever. Ả ta cũng bất thình lình được đưa vào bộ phim mà không hề được giới thiệu gốc gác. Nhưng còn tệ hơn cả Tit, ả ta xuất hiện vô cùng mờ nhạt trong suốt phần phim. Suốt cả mạch đầu lẫn gần hết mạch giữa, người xem vẫn không được dẫn dắt, đào sâu vào nhân vật này mà phải tới mạch phim đi hết khoảng 2/3 thì ả mới thực sự ra mặt, nói ra âm mưu của mình. Sau đó là chuyển hóa thành Another Ichigo để gây khó dễ cho dàn nhân vật chính của chúng ta. Có vẻ như phim chỉ cố đưa nhân vật này vào để làm lý do lịch sử bị đảo lộn,
cũng như để làm yếu tố tri ân Rider đầu tiên của thời kỳ Showa cho có thôi vậy. Song, điều đáng tiếc nhất là việc cả bộ phim đã xây dựng được một kẻ phản diện tương đối ấn tượng là CEO Human Year Will, nhưng sau cùng lại đẩy hắn trở thành kiếp phản diện phụ và nhanh chóng bị hạ ngục bởi Kamen Rider Vulcan và Kamen Rider Valkyrie. Điều này làm mình thật sự cảm thấy đáng tiếc, bởi vì sao khi đã dồn nhiều thời lượng khai thác nhân vật Will như vậy mà tới cuối phim lại không cho hắn một vai trò thực sự bản sắc? Có vẻ như biên kịch đã làm lãng phí đi một tiềm năng vốn có sẵn ở trong tay, để rồi lại đưa tới một kẻ phản diện chính thật sự đáng quên như nhiều movie Kamen Rider khác. Tựu chung lại, xét về yếu tố nhân vật, phim khiến cho mình cảm thấy không hài lòng bởi sự phân chia đất diễn không đồng đều giữa các tuyến nhân vật và việc quá cố gắng đưa vào một kẻ phản diện nửa mùa, đáng quên, làm phá đi cái hay và tính liền mạch của bộ phim. Tiếp đến, xét về hành động và kỹ xảo, thì có lẽ đây là điểm sáng không thể phủ nhận của phim. Như thường lệ, phim Kamen Rider hiện nay, xét về mặt bằng chung, đã có rất nhiều sự tiến bộ trong các cảnh chiến đấu, với các pha ra đòn đẹp mắt, hoành tráng hơn, cùng việc sử dụng các góc quay đa dạng, thú vị hơn. Phim kết hợp sử dụng khéo léo cả góc nhìn thứ nhất và góc nhìn thứ ba, cùng động tác máy di chuyển linh hoạt đã giúp nâng cao trải nghiệm thị giác của người xem. Không những vậy, kỹ xảo của phim cũng được làm tương đối chỉnh chu và đẹp mắt, tất cả góp phần khiến cho phần phim điện ảnh của bộ phim khá là ấn tượng. Cuối cùng, chúng mình sẽ điểm qua một vài thông tin bên lề xoay quanh của bộ phim này nhé. Kamen Rider Rewa The First Generation ngoài chiếu ở thị trường Nhật Bản, phim còn được chiếu tại các rạp ở Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan vào tháng 3 năm 2020 và được chiếu ở Đài Loan cũng như phát trên iTunes của Đông Nam Á vào tháng 4 năm 2020. Ở cuối phim, khi Sogo muốn xóa ký ức của Aruto về những sự kiện đã xảy ra, hiệu ứng chuyển hóa của Kamen Rider Gio được thay đổi để gợi nhắc người xem tới sức mạnh của Oma Gio. Kamen Rider Rewa The First Generation đã cài cắm tương đối nhiều những foreshadowing cho TV series, hiểu nôm na là những chi tiết dự báo trước cho tình tiết sẽ xảy ra. Cụ thể như sau: khả năng triệu gọi bài châu chấu của Another Zero One báo trước năng lực tương tự của Kamen Rider Zero One Mental Cluster Hopper. Cảnh phiến quân tấn công vào tập đoàn Hiden cũng gợi nhắc tới tình tiết sau này trong hồi 3 của TV series, khi Aruto và Fuwa phải đối đầu với tập đoàn Hiden, nay đã thuộc sự kiểm soát của Gai Amatsu. Cảnh mid-credit ở cuối phim khi Yua và Fuwa đối thoại với nhau. Fuwa đã khẳng định rằng anh sẽ nghiền nát Yua nếu cô trở thành Human Gear tà ác, gợi nhắc tới việc Yua trở thành Fighting Jackal Rider và bị Kamen Rider Rampage Vulcan đánh cho một trận nhờ tử. Mối lo của Will cho tương lai của Human Gear cũng là một chi tiết gợi nhắc tới Jin trong hồi 3 của TV series. Sau khi sống lại, cậu cũng tính tới tương lai cho các Human Gear. Vậy trên đây là những đánh giá của nhóm chúng mình về bộ phim Kamen Rider Rewa The First Generation. Có thể thấy đây chưa thực sự là một bộ phim hay để mở màn thời kỳ Rewa, với nhiều điểm yếu từ khâu kịch bản, khi việc triển khai mạch truyện còn chưa tốt, chưa mượt mà, cùng việc để lộ nhiều hạt sạn không đáng có. Thêm vào đó là việc phân chia đất diễn cho nhân vật chính chưa phù hợp, cùng với việc xây dựng phản diện còn khá non kém. Tất cả tựu chung lại khiến cho bộ phim chỉ dừng ở mức trung bình khá mà thôi. Còn các bạn nghĩ gì về bộ phim này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Đừng quên subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại! お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない！